Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Big 7 Premier League trên kênh bình luận viên Anh Quân Story, nơi cập nhật những thông tin nóng hổi nhất của nhóm đại gia tại giải Ngoại hạng Anh. Sau những chiến thắng của Arsenal và Man City, áp lực chắc chắn sẽ được đặt lên vai Liverpool khi họ bước vào trận đấu vòng 31 vào rạng sáng mai. Bên cạnh đó, các đội bóng cũng có những biến động vô cùng đáng chú ý bên ngoài sân cỏ. Hãy cùng đến ngay với Big 7 Premier League ngày hôm nay nhé! Chạm trán Aston Villa, đối thủ từng đánh bại mình ở lượt đi, Man City đã trả thành công món nợ đã vay với chiến thắng ấn tượng 4-1, trong đó Phil Foden trở thành tâm điểm của sự chú ý khi đóng góp một cú hat-trick để giúp The Citizen đánh bại Aston Villa. Với màn trình diễn xuất sắc như vậy, ngôi sao sinh năm 2000 nghiễm nhiên nhận được cơn mưa lời khen từ giới mộ điệu. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng chia sẻ trong buổi họp báo sau trận lý do không sử dụng bộ đôi Erling Haaland và Kevin De Bruyne ở màn so tài rạng sáng này. Manchester City đã trở lại mạch chiến thắng tại Premier League khi họ đánh bại Aston Villa trên sân nhà Etihad vào đêm qua với cú hat-trick tuyệt đẹp của Phil Foden. Sau màn trình diễn đáng thất vọng cho Arsenal vào cuối tuần, Man City đã có sự trở lại đầy mạnh mẽ trước một đội bóng khó chịu như Aston Villa. Đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola đã sớm vươn lên dẫn trước nhờ công của Rodri sau một pha phối hợp đẹp mắt của Phil Foden và Jeremy Doku ở cánh phải. Villa sau đó gỡ hòa nhờ công của John Durant, nhưng chừng đó là chưa đủ để đại diện đến từ miền Nam có điểm trên sân Etihad. Bởi trước khi hiệp một khép lại, Phil Foden giúp Man City vươn lên dẫn trước sau một pha đá phạt hàng rào, trước khi hoàn tất cú hat-trick giúp đội chủ sân Etihad giành chiến thắng 4-1 chung cuộc. Sau màn trình diễn xuất sắc trước Aston Villa, ngôi sao Man City đã được cựu cầu thủ Sunderland Ali McCoy dành những lời có cánh. Bình luận viên Darren Fletcher của TNT Sports, Ali McCoy nói rằng, Foden khiến ông nhớ đến một huyền thoại của đội tuyển Anh, Paul Gascoigne, qua cách cậu ấy cầm bóng. Bạn có biết điểm chung của cả hai là gì không? Họ không cần nhìn vào quả bóng khi họ di chuyển theo nó. Tôi đã nhận thấy điều đó ở Foden. Gascoigne cũng rất xuất sắc trong việc này. Đó thực sự là một tài năng. Trong chiến thắng trước Aston Villa vào đêm qua của Man City, người ta có thể dễ dàng nhận thấy sự vắng bóng của bộ đôi Erling Haaland và Kevin De Bruyne. Vua phá lưới Premier League mùa trước Erling Haaland bị gọi là cầu thủ lịch tù sau màn trình diễn mờ nhạt của anh ấy trong trận hòa không bàn thắng trên sân nhà vào chủ nhật với Arsenal, trong khi cầu thủ người Bỉ De Bruyne cũng không có được phong độ cao trong những tuần gần đây. Trả lời với TNT Sports trước khi trận đấu bắt đầu, huấn luyện viên của Man City Pep Guardiola nói cho biết, quyết định cho cả hai cầu thủ ngồi dự bị là một phần trong kế hoạch quản lý số phút thi đấu của họ. Trong 2 ngày rưỡi nữa, chúng tôi có một trận đấu khác. Tôi nghĩ tất cả các đội bóng hàng đầu đều có một đội với nhiều cầu thủ tốt và tất nhiên là chúng tôi có điều đó. Hôm nay chúng tôi đã quyết định đội hình cho trận đấu khó khăn này. Động thái loại bỏ cả De Bruyne và Haaland của Guardiola được cho là mạo hiểm, mặc dù cuối cùng điều này vẫn mang lại kết quả có lợi cho vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Một người hâm mộ cho biết thật ngạc nhiên khi thấy cả De Bruyne và Haaland đều bị loại khỏi đội hình xuất phát. Không rõ việc Haaland bị loại có liên quan đến hiệu suất ghi bàn hay không, nhưng tôi cho rằng De Bruyne đã được nghỉ ngơi. Một cổ động viên khác nói thêm không ngạc nhiên về điều này vì lịch thi đấu dày đặc trong vài tuần tới. Kevin De Bruyne gần đây không có phong độ tốt nhất, nên tốt hơn hết là nên nghỉ ngơi ngay từ đầu và quay trở lại nếu cần. Tương tự Man City, Arsenal cũng được hưởng niềm vui thắng lợi trước Luton Town. Trong ngày mà huấn luyện viên Mikel Arteta chủ động giữ chân các trụ cột, thì những kép phụ của pháo thủ đã thi đấu đầy ấn tượng để giúp đội nhà giành 3 điểm. Nổi bật nhất chắc chắn là Emile Smith Rowe, tiền vệ người Anh để lại dấu ấn trong cả hai bàn thắng của Arsenal. Màn trình diễn xuất sắc của Smith Rowe đã được huấn luyện viên Mikel Arteta công nhận qua những chia sẻ sau trận đấu. Đêm qua, Arsenal đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước Luton Town trong khuôn khổ vòng 31 giải Ngoại hạng Anh nhờ màn trình diễn xuất sắc trong hiệp 1. Tuyển thủ Anh Emile Smith Rowe trong lần hiếm hoi được đá chính trong mùa giải năm nay đã gây ấn tượng khi đóng góp vào cả hai bàn thắng cho Arsenal. Anh có pha đoạt bóng tạo điều kiện để Kai Havertz kiến tạo cho Martin Odegaard mở tỷ số, sau đó thực hiện quả tạt khiến Daiki Hashioka vô tình đưa bóng về lưới nhà. Tiền vệ 23 tuổi sau đó đã được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta đã dành những lời khen ngợi cho cậu học trò của mình. Tôi thực sự ấn tượng với anh ấy. Smith Rowe đã tập luyện rất tốt và chúng tôi cảm thấy trận đấu này là phù hợp để anh ấy ra sân ngay từ đầu. Tôi yêu anh ấy với tư cách một cầu thủ, thật vui khi được xem cách anh ấy di chuyển qua người và thực hiện những đường chuyền. Hôm nay anh ấy có thể lực tốt khi không có bóng, anh ấy tạo ra những tình huống đột biến, thật khó để ngăn chặn anh ấy và anh ấy đã giúp chúng tôi giành chiến thắng. Tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn của tất cả các cầu thủ. Đó là một tháng bận rộn nên mọi cầu thủ đều phải sẵn sàng. Sau chiến thắng trước Luton của pháo thủ, huyền thoại Arsenal Martin Keown đã dành nhiều lời khen ngợi cho Kai Havertz và thừa nhận ông đã sai khi không chắc chắn về cầu thủ này khi anh ký hợp đồng với Arsenal.
Chia sẻ với TNT Sports, Martin Keown nói đó là một trong những trường hợp bị chỉ trích khi việc ký hợp đồng diễn ra. Tôi chỉ muốn tận mắt xem Kai có thể làm gì. Lúc đầu tôi không chắc chắn lắm Kai chơi vị trí tiền đạo trung tâm trong trận Comentin Siêu và tôi không thấy được cường độ hoạt động hay những bước chạy của cậu ấy. Kai đã trở lại vị trí tiền vệ nhưng giờ đây cậu ấy đang ở vị trí tốt nhất của mình với tư cách là một tiền đạo. Kai Havertz đã kiến tạo cho Martin Odegaard, ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của đội chủ sân Emirates trước Luton Town và đưa pháo thủ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League khi chỉ còn 8 trận. Qua đó tính đến thời điểm hiện tại, cầu thủ người Đức đã ghi 8 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo mùa giải này. Với việc cả hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều giành chọn 3 điểm, Liverpool buộc phải đánh bại Sheffield United để trở lại vị trí đỉnh bảng xếp hạng. Trước giờ bóng lăn, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã đón nhận cả những thông tin tích cực lẫn tiêu cực về tình hình lực lượng. Ngoài ra, vị chiến lược gia người Đức cũng chỉ ra kẻ thù lớn nhất sẽ cản bước Liverpool đến với ngôi vương Premier League mùa giải năm nay. Trong cuộc họp báo mới đây, huấn luyện viên của Liverpool Jurgen Klopp đã tiết lộ Andre Robertson và Curtis Jones sẽ trở lại sau chấn thương trong trận gặp Sheffield United sắp tới. Còn trường hợp của Wataru Endo vẫn đang cần phải xem xét. Andy Robertson dính chấn thương mắt cá khi phục vụ đội tuyển quốc gia với Scotland vào tháng trước, trong khi Jones đã phải nghỉ thi đấu kể từ tháng 2 sau khi dính chấn thương trong trận thắng 4-1 của Liverpool trước Brentford. Diogo Jota và Chen Arnold cũng chuẩn bị trở lại tập luyện vào tuần tới, trong khi thủ môn Alisson cũng đang có tiến triển tốt trong quá trình hồi phục sau vấn đề gân khuèo. Tuy nhiên, Endo đã dính chấn thương khi Liverpool đánh bại Brighton 2-1 vào chủ nhật vừa rồi. Liverpool đã bị tụt xuống vị trí thứ hai sau khi Arsenal đánh bại Luton 2-0 vào rạng sáng nay. Trong khi Manchester City đã san bằng điểm với đội bóng của Jurgen Klopp khi chiến thắng 4-1 cho Aston Villa với cú hat-trick của Phil Foden. Jurgen Klopp đã cảnh báo Liverpool rằng họ có thể trở thành kẻ thù lớn nhất của chính mình khi cuộc đua vô địch Premier League đang ngày càng kịch tính. Liverpool sẽ có cuộc tiếp đón Sheffield United tại Anfield vào đêm nay và họ cần một chiến thắng để đưa họ trở lại vị trí dẫn đầu khi mùa giải chỉ có lại 8 trận đấu. Tuy nhiên, Liverpool không có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại khi kém Arsenal 8 bàn và dẫn trước đương kim vô địch Man City chỉ 2 bàn. Khi được hỏi liệu Liverpool có đặt mục tiêu cải thiện hiệu số bàn thắng trong trận đấu tới đây hay không, Klopp trả lời, không, chắc chắn là không. Tôi muốn thắng trận trước, hiệu số bàn thắng không phải là thứ mà tôi bận tâm vào lúc này. Sheffield có lẽ đang có phong độ tốt nhất trong hai trận gần đây nhưng có vẻ họ hơi kém may mắn trong hai trận đấu đó. Kẻ thù lớn nhất của chúng tôi là thái độ sai lầm. Thật sai lầm nếu chúng tôi chỉ tập trung xem phải ghi bao nhiêu bàn thắng và điều đó sẽ không xảy ra. Bên cạnh Liverpool, Manchester United cũng ra sân rạng sáng mai với chuyến hành quân đến sân Stamford Bridge của Chelsea. Quỷ đỏ đã phải nhận hung tin trong những ngày gần đây khi Lisandro Martinez hay Victor Lindelof đều sẽ vắng mặt dài hạn vì chấn thương. Tuy nhiên, theo những chia sẻ mới nhất của huấn luyện viên Erik ten Hag, tín hiệu tích cực về mặt nhân sự đã đến với Man United ở buổi tập cuối cùng trước khi làm khách tại London. Huấn luyện viên Erik ten Hag mới đây đã chia sẻ về tình hình chấn thương của cầu thủ trước trận đại chiến gặp Chelsea. Theo đó, Raphael Varane và Johnny Evans sẽ sẵn sàng cho trận đấu giữa Man United và Chelsea ở Premier League. Theo tờ Manchester Evening News đưa tin, Varane có thể sẽ bình phục chấn thương sau va chạm khiến anh phải rời sân trong trận hòa 1-1 với Brentford cuối tuần trước. Evan đã bỏ lỡ hai trận đấu gần đây nhất vì chấn thương, nhưng cầu thủ 36 tuổi này sẽ tham gia buổi tập cuối cùng của Man United trước khi đội bóng này hành quân đến sân Stamford Bridge. Sự trở lại của Varane, Evans và cả Harry Maguire có thể xảy ra đúng lúc hai trung vệ của họ là Victor Lindelof và Lisandro Martinez sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng do chấn thương cơ. Ten Hag nói, không còn vấn đề gì nữa, ở tuyến đầu và hàng tiền vệ, chúng tôi ổn và chúng tôi có các lựa chọn ở đó, nhưng ở hàng phòng ngự, chúng tôi thiếu các lựa chọn. Nhưng điều đáng mừng là chiều nay Raphael Varane và Johnny Evans đã trở lại tập luyện. Hôm qua, Harry Maguire đã trở lại tập luyện. Mới đây, huấn luyện viên Erik ten Hag cho biết Manchester United đã mở một cuộc điều tra nội bộ về tình trạng chấn thương dày đặc của cầu thủ trong mùa giải năm nay. Khi được hỏi về cuộc điều tra này, ten Hag trả lời, chúng tôi có một số nghi vấn nhưng sẽ xử lý nội bộ và giải quyết vấn đề này. Bên cạnh đó, trong trận đối đầu với Chelsea vào ngày mai, huấn luyện viên ten Hag cho biết ông đặt niềm tin vào người cũ của The Blue, Mason Mount. Ở vòng đấu trước, trong lần đầu ra sân thi đấu kể từ tháng 11 năm ngoái, cầu thủ này đã có bàn thắng đầu tiên cho Manchester United ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2. Theo thông tin từ trang chủ Man United, vị chiến lược gia người Hà Lan cho biết, tôi không nghĩ Chelsea muốn bán Mason. Chelsea muốn giữ Mason ở lại và thậm chí họ đã nhiều lần đề nghị cậu ấy ký một hợp đồng mới. Nhưng Mason muốn thực hiện một bước tiến trong sự nghiệp của mình và chúng tôi rất vui khi cậu ấy đã trở thành một cầu thủ của Man United vì cậu ấy cũng có những khả năng tuyệt vời. Tôi chắc chắn rằng Mason sẽ đóng góp cho đội bóng và trở thành một cầu thủ lớn của Manchester United. Đối thủ của Manchester United là Chelsea cũng đang gặp khó khăn liên quan đến lực lượng ở hàng phòng ngự. Malo Gusto và Trevoh Chalobah phải chạy đua với thời gian để có thể ra sân ở trận đấu vòng 31 rạng sáng mai.
Huấn luyện viên Mauricio Pochettino hy vọng bộ đôi trên kịp bình phục trước giờ bóng lăn. Trong khi đó, tại những diễn biến ngoài sân cỏ, The Blue đang thất thế ở cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Victor Osimhen. Trước thêm trận đấu với Manchester United vào rạng sáng mai, huấn luyện viên Pochettino đã có những chia sẻ liên quan đến lực lượng. Cụ thể, vị huấn luyện viên trưởng này chia sẻ The Blue sẽ đón chào sự trở lại của Malo Gusto, Chalobah và thủ môn Robert Sanchez. Đối với trường hợp của Malo Gusto, hậu vệ này đã dính chấn thương ở trận đấu với Burnley vừa qua. Tuy nhiên, mức độ chấn thương không quá nghiêm trọng. Anh cũng đã góp mặt trong buổi tập trước trận đấu với Man United và hoàn toàn có thể ra sân vào rạng sáng mai. Trong khi đó, thủ môn Robert Sanchez khả năng cao sẽ bắt chính trước Man United sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương đầu gối đã gặp phải vào tháng 12/2023 vừa qua. Ngoài những cái tên kể trên, Ben Chilwell, Rick James, Wesley Fofana, Lewis Cowell, Romeo Lavia, Nkunku chắc chắn sẽ vắng mặt bởi lý do chấn thương và không kịp trở lại để đối đầu với Quỷ Đỏ. Chelsea rất muốn bổ sung một tiền đạo cắm chất lượng trong bối cảnh Nicolas Jackson không đáp ứng được chuyên môn của Pochettino cho đến thời điểm này của mùa giải. Victor Osimhen của Napoli được cho là mục tiêu số 1 của The Blue ở kỳ chuyển nhượng hè sắp tới. Tuy nhiên, nhiều khả năng Osimhen sẽ không đến Stamford Bridge ở mùa giải tới bởi những tiết lộ của người đại diện tiền đạo này. Ông Dario Canovi cho biết Osimhen ưu tiên việc chuyển tới Paris Saint-Germain nhiều hơn khi mùa giải này kết thúc. Đội bóng nước Pháp cũng rất muốn chiêu mộ tiền đạo người Nigeria này để thay thế Kylian Mbappe, người gần như sẽ chơi cho Real Madrid ở mùa giải tới. Theo quan điểm của tôi, rất có thể anh ấy sẽ gia nhập Paris Saint-Germain. Đây sẽ là bản hợp đồng thông minh của họ để thay thế Mbappe. Paris Saint-Germain được cho là sẵn sàng đáp ứng mức phí 105 triệu euro mà Napoli yêu cầu để có được chữ ký của Osimhen. Nếu như điều đó xảy ra, Chelsea sẽ chấm dứt mọi hy vọng chiêu mộ tiền đạo người Nigeria này. Tiếp nối chương trình Big Seven Premier League, chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức liên quan đến Tottenham bỏ lại trận hòa thất vọng 1-1 trước West Ham, Spurs gần 3 điểm và trận đấu vòng 32 với Nottingham Forest để tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào top 4 mùa này. Màn đọ sức sắp tới sẽ rất đặc biệt với Brendan Johnson khi cầu thủ sinh năm 2001 sẽ có cơ hội tái ngộ đội bóng đã làm nên tên tuổi của anh. Bên cạnh đó, giới chủ Tottenham đang tìm kiếm những cổ đông mới đầu tư vào đội bóng trong tương lai. Brendan Johnson của Tottenham sẽ gặp lại đội bóng cũ Nottingham Forest vào cuối tuần này tại vòng 32 ngoại hạng Anh. Hậu vệ này đang rất tự tin khi có phong độ ấn tượng trong màu áo của gà trống. Hậu vệ này đã ghi được 5 bàn thắng tại Premier League ở mùa giải năm nay và anh tin rằng anh đang ngày càng phát triển dưới bàn tay của huấn luyện viên trưởng Postecoglou. Mỗi tuần đối với tôi được học hỏi nhiều hơn. Khi đến câu lạc bộ này, tôi có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển. Giờ đây, tôi đã tự tin hơn và cố gắng có những màn trình diễn tốt nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì lối chơi này, chúng tôi sẽ có nhiều trận đấu khó khăn thời gian tới và chúng tôi thực sự rất mong chờ điều đó. Hy vọng chúng tôi có thể giành được nhiều điểm nhất có thể để kết thúc mùa giải đầy mạnh mẽ. Theo những thông tin từ truyền thông Anh, Chủ tịch Daniel Levy thừa nhận Tottenham đang tích cực đẩy mạnh việc bán cổ phần của câu lạc bộ. Gà trống muốn tìm kiếm các nhà đầu tư mới để giúp họ đạt được những tiềm năng trong cách vận hành đội bóng ở mùa giải năm ngoái. Báo cáo tài chính cho biết Tottenham đã lỗ 86,8 triệu bảng mặc dù doanh thu của câu lạc bộ đang tăng lên ở mức kỷ lục là 549,6 triệu bảng. Chủ tịch Daniel Levy cho biết để tận dụng những tiềm năng của câu lạc bộ hiện tại, chúng tôi cần các nhà đầu tư để thực hiện những dự án vốn trong tương lai. Câu lạc bộ yêu cầu tăng đáng kể vốn chủ sở hữu của mình. Hội đồng quản trị và các cố vấn của họ, Rothschild và bộ sậu của ông ta đang thảo luận với các nhà đầu tư tiềm năng. Bất kỳ một đề xuất đầu tư nào cần phải được đề xuất và cần sự hỗ trợ từ các cổ đông của câu lạc bộ. Trong khi đó, với Newcastle, sau những ca chấn thương nghiêm trọng của những trụ cột ở hàng thủ như là Sven Botman hay Jermaine Lascelles, Trích Trẻ vẫn đang ráo riết tìm kiếm nhân sự mới cho mùa giải sang năm. Mới đây, đội chủ sân St. James Park đã đưa vào tầm ngắm một cái tên đang thi đấu tại La Liga. Còn một diễn biến khác, người đại diện của Sandro Tonali mới đây đã lên tiếng về án phạt mới nhất của Liên đoàn bóng đá Anh dành cho thân chủ của mình vì hành vi cá độ bất hợp pháp. GA Sport, cơ quan đại diện cho tuyển thủ Ý Sandro Tonali, đã đưa ra một tuyên bố sau khi thân chủ của họ nhận các cáo buộc từ FA về việc đánh bạc. Tonali đã bị Liên đoàn bóng đá Anh buộc tội có hành vi đánh bạc vào thứ Năm khi FA cáo buộc anh đã đặt cược 50 trận đấu trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 12 tháng 10. Sau khi chuyển từ AC Milan sang Newcastle United vào mùa hè năm ngoái, đại diện của Tonali mới đây đã đưa ra tuyên bố của riêng mình về vụ việc này. Cần lưu ý liên quan đến các thông tin trên báo chí Anh và Ý rằng cuộc điều tra chỉ diễn ra sau khi cầu thủ Sandro Tonali của Newcastle vào tháng 10 năm 2023 quyết định tự báo cáo với FA như anh ấy đã làm trước đó với Fitch. Do đó, chúng tôi không thể nói về bất cứ điều gì tiếp theo, mà chỉ đơn giản là nhắc lại về sự thật trước khi anh ấy bị treo giò. Cầu thủ này tự nguyện muốn đưa mọi thứ ra ánh sáng ngay cả với Liên đoàn bóng đá Anh để chấm dứt những tiêu cực và đau đớn trong cuộc đời mình.
Newcastle được cho đang tiếp cận Real Sociedad để cố gắng chiêu mộ hậu vệ người Tây Ban Nha Robin Norman. Trung vệ này đang có màn trình diễn rất tốt sau 23 lần ra sân tại La Liga mùa giải này và có cho riêng mình 2 bàn thắng. Trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng nơi hàng hậu vệ, khi Lascelles và Sven Botman dính chấn thương dài hạn, Newcastle rất muốn có được chữ ký của Robin Norman. Phía Trích Trẻ dự tính sẽ đưa ra mức giá 30 triệu euro để mong muốn nhận được cái gật đầu từ Real Sociedad ở kỳ chuyển nhượng hè sắp tới. Đó là tất cả những thông tin nóng hổi nhất liên quan đến các đội bóng thuộc nhóm Big Seven tại Premier League được chúng tôi cập nhật xuyên suốt 24 giờ qua. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các số Big Seven Premier League tiếp theo trên kênh Huấn luyện viên Anh Quân Story.